Xin chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Hoàng Hiền. Hiện tại bây giờ thì Hoàng Hiền đang ngồi ở trong nhà anh Quân và chị Mạnh. Đấy. Cùng với lại anh Trung Thợ Xây. Hôm nay thì trong cái video này thì đầu tiên là Hoàng Hiền sẽ gửi nốt cái tiền công thợ xây cho anh Trung Thợ Xây. Cái số tiền công còn lại. Đấy, ngôi nhà này đã hoàn thiện rồi, rất là đẹp rồi. Nghiệm thu rất là tuyệt vời các bác ạ. Chỉ chờ ngày là sang làm nhà anh Thảo thì tiếp tục là đổi thợ anh Trung Thợ Xây sẽ tiến hành triển khai. Làm chắc là độ 1-2 hôm nữa là sẽ làm, khi mà nhà anh Tuân đóng cửa xong lên nhà mới là sẽ chuyển ngay cho nhà anh Thảo để làm nhà cho nhà anh Thảo các bác nhé. Sau đó thì là Hoàng Hiền sẽ công khai tất cả những cái tài chính của nhà anh Tuân, các bác giúp bao nhiêu, các bác gửi bao nhiêu và đã làm những cái gì cho gia đình. Đấy, thực ra những cái đó thì là trong tất cả các video các bác theo dõi rồi. Tất cả các bác nào mà giúp bao nhiêu này thì Hoàng Hiền đều bán tên lên trên màn hình. Đấy, hay là đi mua cái những cái gì hết bao nhiêu thì đều bán tên lên màn hình trong tất cả các video các bác theo dõi. Nếu bác nào mà ghi chép thì các bác cũng có thể là cộng được luôn rồi. Đấy, nhưng hôm nay thì Hoàng Hiền thống kê lại tất cả xem là còn bao nhiêu, các bác giúp đỡ bao nhiêu, còn thừa tiền bao nhiêu cho gia đình nhà anh Quân các bác nhé. Đấy, để các bác theo dõi video các bác cũng nắm bắt được. Đấy. Tất cả là công khai minh bạch rõ ràng hết của nhà anh Quân. Tiền thợ xây của anh Trung thì là tổng tiền là 39.975.000. Đấy, như đã thống nhất trong cái video hôm đầu tiên mà đã đo đạc mét vuông và tính tiền lên. Đấy, trong video đầu tiên là 39.975.000. Thì là em đã giả anh hai lần rồi. Một lần đầu tiên là để ghi chép này 15 triệu, một lần thứ hai là 8 triệu. Đấy nhá, em lên trừ em còn bao nhiêu tiền em gửi anh 39.975 trừ đi 10, không rõ ràng, trừ đi 15 triệu, trừ đi 8 triệu, số tiền còn lại của anh là 16.975.000. Vì em giảm đủ anh số tiền này nhá. Đấy. Xin chào tất cả các bác nha. Bây giờ thì Hoàng Hiền sẽ thông báo tất cả cái số tiền mà Hoàng Hiền đã nhận để làm cái công trình của nhà anh Quân và chị Mạnh. Thì thực sự thì những cái này thì Hoàng Hiền đã công khai, công minh bạch
công bố trong tất cả các cái video trước Hoàng Hiền đã đăng rồi, ai giúp những cái gì này, giúp bao nhiêu tiền để làm những cái gì Hoàng Hiền đã báo hết, và mua những cái gì, mua hết bao nhiêu thì trong mỗi lần đi mua thì Hoàng Hiền cũng đều công bố trong các cái video các bác cũng theo dõi trong suốt cái quá trình Hoàng Hiền làm nhà anh Tuân trong thời gian vừa qua. Đầu tiên là về tổng cái tiền em nhận của nhà anh chị là 152.310.000 đồng nhá. Trong đó thì cái tiền mà để làm nhà cho anh chị ấy là 111.500.000 đồng nhá. Còn lại thì là những mình em đã trao gia đình và mua những cái đồ dùng và những cái con vật cho gia đình trong thời gian vừa qua. Trong đó thì có làm chuồng bò và mua bò là hết 18.010.000 đồng nhá. Đấy, trao cho gia đình tiền mặt là 13.000.000 đồng đó. Mua xe máy hết số tiền là 5.000.000 đồng. Mua lợn, mua gà, mua sữa, mua mật ong cỏ, mua dao hết số tiền là 4.800.000 nhá. Đó, thì đó là những cái phần còn lại mà trong cái tổng số 152.310.000 nhá. Đấy, còn những bác nào mà giúp gia đình ấy thì trong các cái video Hoàng Hiền cũng đã báo rồi. Bây giờ Hoàng Hiền sẽ nhắc lại là nữa để các bác theo dõi video cũng nắm bắt được và gia đình nắm bắt được. Đầu tiên là có cô Thúy Hằng ở nước Mỹ gửi cho gia đình. Lần 1 cô gửi 20 triệu để mua bò và xây chuồng này. Lần 2 cô gửi 100 triệu để làm nhà. Đấy. Thứ hai là có anh giấu tên ở Lào Cai. Lần 1 là gửi 1 triệu cho gia đình để mua lợn này. Lần 2 anh gửi 1 triệu để mua gà này. Lần thứ 3 anh gửi 1.500.000. Trong đó thì là 500.000 để mua sữa, còn 1 triệu để làm nhà. Có một bạn giấu tên ở Phú Thọ gửi 500.000 đấy, để đưa gia đình, em đã chuyển tiền gia đình rồi. Có chú Dương Quốc Hưng ở Hà Nội gửi 200.000 để làm nhà. Đây là tiền để làm nhà. Có cô La ở thành phố Hồ Chí Minh gửi 2 triệu giúp gia đình thì đã đưa gia đình rồi nhá. Đó, có cô giấu tên ở Bình Dương gửi 500.000 làm nhà thì lại cộng vào làm nhà. Đấy, thì đây là cái bảng này, là cái bảng cũ của trước đây khi mà Hoàng Hiền làm cái bảng này thì có ít bác có nghĩa là ít mạnh nhà quân gửi thì là Hoàng Hiền làm nó vừa cái bảng này. Đấy, thì cái bảng này là cái bảng đầu tiên đấy. Nhưng mà từ khi mà cháu Lộc nhà anh Quân mất ấy, thì là các bác gửi thêm quà rất là nhiều. Đấy, thì những cái lần đó thì nhưng mà mỗi bác thì gửi, có bác thì gửi 500, bác gửi 200, bác gửi 100, bác gửi 50, bác gửi 20, bác gửi 10. Thì những cái đó thì Hoàng Hiền không đưa vào bảng nữa, mà Hoàng Hiền ghi chép cụ thể vào sổ ấy rồi. Mà trong tất cả những cái lần mà Hoàng Hiền trao cho gia đình ấy thì là Hoàng Hiền đã báo hết trên video rồi, đưa bao nhiêu và còn bao nhiêu để làm nhà thì đã báo hết nhá. Đấy, đầu tiên này là lượt này. Lần một lúc mà cháu Lộc mất này thì có chú giấu tên ở chùa Hang Thái Nguyên gửi 200.000, có em Phương Dung ở Hà Nội gửi 200.000, có chị Loan ở thành phố Hồ Chí Minh gửi 700.000. Đấy, trong đó thì 500.000 để giúp nhà chị Mạnh và 200.000 giúp nhà chị gái, cái đó em đã trao chị gái rồi. Có cô Hương hiệu trưởng trường mầm non Sen Hồng ở Vĩnh Phúc gửi 1 triệu này, có em Huyền ở Bắc Giang gửi 100.000. Đấy, có em Kim Dung ở Hà Nội gửi 50.000, có chị Thủy ở Phú Bình Thái Nguyên gửi 50.000, có cô Nhung ở trường Trung học cơ sở Cam Giá thành phố Thái Nguyên gửi 100.000, có em học sinh Lê Hiền trường Trung học cơ sở Cam Giá gửi 50.000, thì tổng là 2.250.000 nhá. Thì cái lần một này Hoàng Hiền đã báo trong video lần trước và cũng đã trao tiền này cho chị rồi, em vừa đọc là trao rồi đấy nhá. Đấy là lần một. Lần hai này, lần hai thì là có cô Thúy Hằng gửi 10 triệu, trong đó thì 5 triệu là giúp nhà anh đưa tiền mặt đấy, còn 5 triệu là giúp nhà anh Thảo, em cũng trao tiền mặt cho anh Thảo ngay cái hôm ở sân đây rồi đấy. Có anh Văn Anh ở Hà Nội thì gửi 2 triệu, có chị Nhung ở xã Thượng Đình Phú Bình Thái Nguyên gửi 200.000, có chị Vân ở Phú Bình Thái Nguyên gửi 100.000 nhá, có em Hà ở Thái Nguyên gửi 200.000, có chị Tình ở phường Cam Giá thành phố Thái Nguyên gửi 200.000, có cô La ở thành phố Hồ Chí Minh gửi 2 triệu để xây nhà, thì cái 2 triệu cô La em vừa cộng vào để làm nhà đấy. Có em Loan ở Bắc Giang gửi 50.000, có chị Quỳnh ở xã Thượng Đình huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên gửi 100.000, có
Mạnh Thường Quân là Nguyễn Văn Doanh ở xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên gửi 100.000. Có Mạnh Thường Quân là Dương Văn Chiến ở xóm Huống, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên gửi 300.000 nhá. Thì cộng tổng tất cả cái lần hai này các bác gửi cho nhà anh Tuân và chị Mạnh là 10.250.000. Đấy, trong đó thì 2.000.000 cô La giúp xây nhà thì Hoàng Hiền đã cộng vào tiền xây nhà ông đấy. Còn lại 8.250.000 thì Hoàng Hiền đã trao cho nhà anh Tuân hôm đó ở đây nhá. Đấy. Thì là đấy là lần hai. Đấy, tất cả những cái này Hoàng Hiền đã công bố trong các cái video trước, hoặc các bác có thể mở lại xem những video đó nhá, hay là nhà chị Máy có thể mở lại những video đó xem. Đấy, mà nhà chị Máy thì cũng có điện thoại cũng theo dõi video hàng ngày, cũng có thể cần xem lại nhá. Đó. Và lần ba này thì nó cộng vào tiền làm nhà đấy. Một là có chị Uyên ở Thái Nguyên gửi 200.000, có anh Sô ấy, anh Sô em quay video đấy, gửi 50.000, có Hoàng Thị Phương Loan, Mạnh Thường Quân ấy, gửi 100.000, có Mạnh Thường Quân Hà Thị Trang gửi 50.000, có một Mạnh Thường Quân giấu tên gửi 40.000, có một Mạnh Thường Quân là Dương Thanh Hà ở xóm Đông Yên, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên gửi 100.000, có em Thảo ở Thái Nguyên gửi 50.000, có em Xuân ở Quầy Thuốc Thanh Xuân, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc gửi 300.000, có em Thủy ở Hà Nội gửi 100.000, có em Trang ở Phổ Yên, Thái Nguyên gửi 50.000, có chị Hằng ở Thái Nguyên gửi 200.000, có Mạnh Thường Quân là Nguyễn Thị Duyên gửi 50.000, có một Mạnh Thường Quân giấu tên gửi 50.000, và em Oanh ở Thái Nguyên gửi 100.000, em Thu Đoàn ở Thái Nguyên gửi 50.000, em Quỳnh ở Thái Nguyên gửi 100.000, chị Bình ở thành phố Thái Nguyên gửi 500.000, một Mạnh Thường Quân giấu tên gửi 38.000, chị Huyền ở Phú Bình Thái Nguyên gửi 100.000, em Hương ở Đại Từ Thái Nguyên gửi 50.000, có một Mạnh Thường Quân là Mẫn Thị Thu gửi 20.000, một Mạnh Thường Quân là Nguyễn Thị Thủy ở Phú Bình Thái Nguyên gửi 50.000. Thì tổng cái lần ba này thì là có 22 Mạnh Thường Quân gửi tiền, tổng là 2.310.000. Thì em đã cộng cái này là tiền này để làm nhà, thì đã cộng để làm nhà nhá. Đấy, của người cho nhà gia đình. Đấy là lần thứ ba. Lần thứ tư thì nhận được cho nhà chị là 4.900.000 đồng. Trong đó thì là có 2.900.000 để xây nhà và 2.000.000 để mua 15 cỏ và giang, thì đã mua hoàn thiện gia đình rồi nhá. Trong đó thì có cô Thắm ở Biên Hòa Đồng Nai gửi 8.000.000, trong đó thì 5.000.000 giúp anh Thảo, 2.000.000 giúp anh Tuân mua 15 cỏ và giang, và 1.000.000 cô cho em để đổ xăng. Đấy. Thứ hai là có anh Tuấn ở Từ Sơn Bắc Ninh gửi 300.000, trong đó thì 150.000 giúp nhà anh Thảo và 150.000 giúp nhà anh Tuân. Thứ ba là có em Dương Thị Vân Anh ở Phổ Yên Thái Nguyên gửi 1.000.000. Có anh Nghĩa ở tổ 9 phường Phan Đình Phùng thành phố Thái Nguyên gửi 500.000. Có Mạnh Thường Quân Quang Sáng gửi 100.000. Có em Quyên ở Nhã Lộc gửi 100.000. Nhã Lộc Thái Nguyên mình đấy. Có em Thành Vinh ở Phú Bình Thái Nguyên gửi 50.000. Và có chú Dương Quốc Hưng gửi 300.000, trong đó thì 150.000 giúp nhà anh Thảo và 150.000 giúp nhà anh Tuân nhá. Có em Trà My ở Thái Nguyên gửi 100.000. Có em Tùng ở Hiệp Hòa Bắc Giang gửi 100.000. Đấy. Có Mạnh Thường Quân là Trần Hiền ở xóm Dô, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên gửi 50.000. Có em Thành Lam ở Thái Nguyên gửi 100.000. Có Mạnh Thường Quân là Nguyễn Thị Thanh ở Bắc Cạn gửi 200.000. Có em Hải Lò ở làng Bò Phú Lương Thái Nguyên gửi 100.000. Có chị Luyến ở Thượng Đình Phú Bình Thái Nguyên gửi 100.000. Có em Trang ở Hải Dương gửi 100.000. Đấy, thì tổng tất cả là 4.900.000, trong đó thì 2.900.000 để làm nhà, còn 2.000.000 để mua em cỏ nhá. Đấy là lần 4 các bác ạ. Thì là tiếp theo lần 5 này. Lần 5 thì có Mạnh Thường Quân là Dương Minh Lương ở xóm Dô gửi 150.000. Có chú Điểm Cô Lý em quay video đấy gửi 50.000. Và có bác Bảy Nhung ở tổ 9 phường Phan Đình Phùng thành phố Thái Nguyên gửi 300.000. Mà không đó bác gửi cả quần áo, em trao quần áo cho nhà anh Thảo và nhà chị ấy. Đấy. Và bác gửi cho em 300.000 trong phong bì đấy. Em gặp bác ấy ở đường Lăng Thép thì cũng đã báo cho tất cả các video rồi các bạn. Đấy. Thì tổng lần 5 này là 500.000. Nhá. Đó. Lần thứ 6.
là có chú Tô Xuân Đình ở thành phố Hồ Chí Minh gửi 800.000 để mua lợn thì đã mua lợn rồi, nhưng mà không may thì con lợn nó lại bị tùa mất đấy, hai con rất là tiếc gia đình nhé. Và lần thứ bảy là có cô Thắm ở Biên Hòa Đồng Nai gửi 5 triệu đấy để mua xe cho anh Tuân nhé. Có bác Hải Hòa ở xóm Hòa Thịnh, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên gửi 100.000, thì 100.000 này cộng để làm nhà cho anh chị. Thì đấy là tất cả những các mạnh thường quân đã giúp đỡ nhà anh Vân và chị Máy trong tất cả các lần đấy. Bao nhiêu Hoàng Hiền đã ghi rõ ràng công khai minh bạch trong tất cả các video rồi, hôm nay Hoàng Hiền thông báo lại để gia đình nắm bắt được, cũng như là các bác theo dõi video nắm bắt được đấy nhá. Đấy thì là anh chị cũng có thể nắm bắt được như thế. Bình an ra ngoài để chú quay video, có đi ngoài chơi, đi ngoài đi, đi ngoài chơi chưa nhá. Đấy, trong đó thì đây là việc cộng nhá, cái số tiền cũ, cái số tiền mà lần một ở cái bảng mà Hoàng Hiền đăng vừa rồi ấy, cái bảng em vừa đóng các bác ấy, thì cái tiền đó còn để làm nhà là 103.690.000 này, cộng mấy cái lần hai cô Na gửi là 2 triệu đấy nhá, cộng mấy 2 triệu này, cộng mấy lần ba mà lúc cũng sáng đầu mất ấy là 2.310.000, cộng mấy lần bốn là 2.900.000 mà vừa báo đấy, cộng mấy lần 5 là 500.000 và lần 6 là 100.000 của bác Hải Hòa Phú Bình Thái Nguyên là 100.000, thì tổng cái tiền để làm nhà cho anh Tuân và chị Máy là 111.500.000 các bác nhá. Đấy, rõ ràng công khai mình hết nhá. Còn lại tất cả những cái khác là đã chi cho gia đình làm chuồng và mua những cái khác là vừa báo rồi đấy rồi nhá. Ok đấy, bây giờ thì là Hoàng Hiền sẽ tính tất cả những cái tiền mà Hoàng Hiền đã mua cho gia đình và làm nhà để trừ đi xem là cái tiền anh Tuân còn lại bao tiền nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ lấy 111.500.000 này, mình trừ đi các cái tiền mình đã làm. Đầu tiên là tiền công thợ xây 39.975.000 này, trừ đi tiền là 1 triệu mà hôm nhà anh mà đào móng ấy, thì em đưa cho nhà anh chị 1 triệu tiền mặt để mua đồ cúng trong đó, nó nào làm cơm đấy nhá. Trừ đi 1 triệu này, trừ đi tiền vật liệu lần 1 là 7.500.000 đó. Trừ đi tiền vật liệu lần 2 là 14 triệu, trừ đi tiền nắp điện nhá, lần một đấy là 1.500.000 mà không đưa cho anh 1.500.000 đấy, trừ đi 5.300.000 tiền gạch hoa, trừ đi 8.525.000 tiền vật liệu lần ba là cho anh gái 8.525.000, trừ đi 16.093.000 tiền tôn nhá, 16.093.000, trừ đi 1.410.000, trong 1.410.000 này thì có 800.000 tiền công bán tôn, còn lại là những cái đồ dùng mà còn thiếu mình nhờ anh Hiếu mua đấy, mà em đã đưa tiền cho anh, dạ anh Hiếu 1.410.000 hôm ở trước cửa nhà đấy nhá, 1.410.000, trừ đi 5.846.000 tiền cửa. Đấy, 5846 tiền cửa, trừ đi tiền vật liệu lần 4 là 3.835, bốn chữ em anh ngồi cộng đây này. Đấy, cái tiền này em sẽ gửi cho anh Hiếu tiền cửa và cái tiền vật liệu cho anh Thái nhé, 3.835.000 đó, trừ đi 80.000 tiền anh em mình mua chổi Nam Sơn, trừ đi 1.000.000 tiền mua sơn ở công ty Sơn Leo, họ đã trợ giúp mình. Đấy, công ty Sơn Leo thì vừa giúp và vừa tặng anh một triệu tiền sơn nữa đấy nhá. Trừ đi 50.000 tiền cái hộp sơn bé để mà trang trí cái màu ở ngoài cái trang điểm ấy, màu chocolate chocopie đấy, những dịp Valentine hay ăn sô cô la nhá. Thì đấy là tổng tất cả những cái chi cho gia đình đó.
Đấy. Tất cả em đăng ký Hoàng Hiền ghi chép cụ thể sổ như nào, các bác gửi bao nhiêu này, chi bao nhiêu, hết bao nhiêu đều công bố trong tất cả các video và đều ghi rõ ràng ở đấy. Các bác theo dõi video các bác có thể theo dõi được cái sự công khai minh bạch của Hoàng Hiền. Đấy. Hoàng Hiền thì các bác biết là một người thầy giáo và làm cái thiện nguyện này thì thực sự là cái tâm của mình trên hàng đầu. Đấy, chỉ có cho thêm bà con, không bao giờ có cái chuyện mà ở đây. Đấy, tôi nhìn ví dụ như là Hoàng Yến nói, nhưng mà nhiều kênh thì ví dụ như họ làm thì ví dụ đi họ mua cái này, họ mua cái kia, nhưng họ không quay, họ không báo giá hay gì đó. Những lúc tổng kết thì họ mới viết một trang, một mạch ra cái đó, thì thực sự là Hoàng Yến không bao giờ làm cái chuyện đó. Đấy, mà tất cả là mua bao nhiêu, giúp bao nhiêu, làm những cái gì đều công khai hết trong tất cả nhiều các bác theo dõi, các bác cũng có thể nắm bắt được nhá. Nhận đi máy nhá. Đấy, mà khi em mua như vậy, em quay video như vậy thì lúc nào giá được rẻ hơn cho anh chị. Đấy, bởi vì sao? Vì trong các video trước Hoàng Hiền cũng nói là cái kênh của Hoàng Hiền có nhiều người xem, mà bà con ở đây xem cũng rất nhiều, cho nên là khi mà họ xem video như vậy thì một phần cũng là một cái kênh quảng cáo cho bên nhà họ bán hàng, thì họ cũng bán nhiều hàng hơn, thì là họ cũng giảm giá cho mình nhiều nhá. Đấy, thì còn tổng cái tiền còn lại này là 5.386.000. Đấy, hiện tại bây giờ các bác nhé, còn nhà anh Tuân này là còn 5.000.000, chỉ có bút nào đấy, mượn cái bút, mượn bút 5.386.000 thôi nhà anh, còn thừa tiền đấy, trừ tiền cửa, trừ tất cả các thứ đi rồi là còn như vậy. Đấy, cho gia đình. Đây, nói gì với các bác đi. Đó, cảm nghĩ của cháu hôm nay như nào khi nhà làm xong rồi, cảm nghĩ như nào, chia sẻ với các bác. Nhìn thẳng máy quay thì các bác nó xem đấy. Hôm nay con làm xong nhà cháu cũng rất vui, cháu cũng rất cảm ơn cô Thị Hằng, các bác Mạnh Thường Quân đã giúp nhà cháu tiền để làm nhà. Cháu rất cảm ơn cô và các bác giúp đỡ gia đình nhà cháu. Ừ. Đấy, cảm ơn. Ừ. Hiểu không? Đó. Cảm ơn chú Hoàng Hiền. Cầu nối lúc đỡ các nhà như nhà anh, các nhà khó khăn. Ờ. Cảm ơn chú. Rồi, ok. Nhé. Đấy, chị máy anh Tuân rồi. Thì máy nói gì các bác Mạnh Thường Quân đi. Đầu tiên là cháu xin cảm ơn cô Thí Hằng đã giúp đỡ vợ chồng cháu làm được ngôi nhà mơ ước. Cháu xin chân thành cảm ơn cô. Cháu không biết nói gì hơn là cháu chúc cô mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, may mắn. Cháu xin cảm ơn cô bác anh chị đã gửi tiền ủng hộ gia đình nhà. Cháu làm nhà, cháu xin phải cảm ơn tất cả mọi người mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an. Rồi, ok nhé. Thì trong cái số tiền mà 111.500.000 của nhà chị ấy, thì mình đã làm hết là 106.114.000, còn lại là 5.386.000 nhá. Cái tiền này là sẽ giúp gia đình. Đấy, bây giờ thì trong cái tiền này thì gia đình muốn làm gì thì em sẽ làm cho gia đình. Đấy, hai anh chị có thể nào nêu ý kiến của mình. Hàng năm trong cái số tiền 5.386.000 này mình muốn làm gì, đấy thì là có thể chia sẻ với em để giúp anh chị làm việc đó. Đấy, mua một bộ bàn ghế. Anh Tuân, mua bàn ghế thì ok. Mua bàn ghế thì là vừa đẹp tiền quá. Đấy, bộ bàn ghế như nhà anh Sâu này, nhà chị gái này, nhà cô Toán Tí Hon này là 5.000.000 đồng mua ở trên nhà anh chị Hà Hùng. Bình thường thì nhà anh chị bán 6.000.000 á. Đấy, nhưng mà khi mà Hoàng Hiền làm cái nhìn huyện này thì chị bớt 1.000.000 còn 5.000.000 nhá. Đấy, thế thì cái số tiền 5.000.000 thì sẽ để mua bàn ghế cho anh chị nhá. Còn lại 386.000 này thì để hôm nào lên nhà mới thì là sẽ mua thực phẩm nhá. Mình sẽ làm độ 2 mâm cơm nhỏ mấy anh em trong gia đình nhá. Đấy, cùng với lại mấy anh chọn xây
chị gái. Đấy, mấy nhà mình ngồi quây quần lên nhà mới trong những ngày vui của anh chị nhé. Nhá. Sau đó chị cảm ơn chú Hoàng Hiền cầu nối đã giúp vợ chồng chị có ngôi nhà mới, chị cảm ơn chú. Ok. Đấy. Là như vậy là đã công khai rõ ràng rồi nhé, tất cả rồi nhé. Qua đây thì là cháu Hoàng Hiền, đầu tiên thì là cháu xin chân thành cảm ơn cô Thúy Hằng bên nước Mỹ. Đó, cô đã trong suốt thời gian vừa qua cô đồng hành cùng với cháu để giúp đỡ rất nhiều bà con kênh của cháu. Từ ngày đầu tiên cho quay video ở Thái Nguyên đến bây giờ, nhà nào cũng là cô cũng giúp đỡ rất nhiều bà con, cho bà con thay đổi cuộc sống rất mạnh mục, vươn lên phát triển, thực sự là rất là mừng cho bà con. Cháu xin chân thành cảm ơn cô rất là nhiều và cháu xin kính chúc cho cô cùng gia đình có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều hạnh phúc và thật nhiều thành công. Cảm ơn cô rất nhiều. Sau đó thì là cháu Hoàng Hiền cũng xin phép được cảm ơn tất cả các bác, các mạnh thường quân, cũng như tất cả các quý vị khán giả trong suốt thời gian vừa qua. Các bác cũng đã đồng hành cùng với Hoàng Hiền để chia sẻ, giúp đỡ cho rất nhiều bà con trên kênh của Hoàng Hiền. Trong đó thì là có nhà anh Tuân và chị Mánh cùng với cô Thúy Hằng để có đủ cái số tiền để làm nhà cho anh chị cũng như là mua vật nuôi để anh chị vươn lên phát triển kinh tế. Thực sự là cháu cảm ơn các bác rất là nhiều và cháu xin kính chúc cho tất cả các bác cùng toàn thể gia đình là luôn luôn là có một sức khỏe dồi dào, gia đình là hạnh phúc và an khang thịnh vượng. Cháu cảm ơn các bác rất là nhiều và rất là mong trong thời gian tiếp theo là cháu sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bác để giúp đỡ thêm thật nhiều bà con hơn nữa, để giúp bà con là vươn lên để phát triển kinh tế, sẽ có nhiều thật nhiều hơn nữa những cái ngôi nhà mới mọc lên ở trên giải đất hình chữ S ở Việt Nam, trong đó thì trên kênh YouTube của Hoàng Hiền đó, cùng công an giúp đỡ nhiều bà con hơn và giúp cho nhiều mảnh đời kém may mắn được có những cái niềm tin, có những niềm hy vọng, có những cái động lực, có những cái sự sẻ chia lá lành đùm lá rách để vươn lên phát triển, có cái điều kiện để nuôi dạy các con ăn học thành người, để sau này các con trở thành những công dân có ích để xây dựng quê hương, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp hơn. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn cô Thúy Hằng cũng như tất cả các bác, các mạnh thường quân cũng như tất cả các quý vị khán giả rất nhiều trong thời gian vừa qua. Còn đây nhé, thì em cũng có đôi điều mà nói với Tuân chị Máy này nhá. Bây giờ thì trong thời gian vừa qua thì em chia sẻ video như vậy thì là các bác giúp đỡ gia đình đấy, để anh chị là vươn lên, em rất là mừng. Vì em chỉ có một đôi điều nhắn nhủ thôi anh chị thôi. Bây giờ thì là nhà mình thì đã ổn định rồi, mình có nơi an cư lập nghiệp rồi nhé, bò bê mình cũng có rồi đấy, lợn thì là nó không may thì là sau này thì mình lại mua đấy, mình khử khuẩn lại mình lại mua sau nhé. Gà hết mình chăn nuôi, mình tập trung mình trồng cỏ này, mình cấy hái này, mình chăn nuôi để con bò, con lợn, con vật nuôi nó lớn lên, nó phát triển lên đấy, để mình có tiền mình lo cho con, xong rồi con lớn lên thì con có tiền con ăn học đấy, gia đình nó sẽ sướng, cuộc sống nó sẽ khá giả nhé. Đấy, bây giờ thì nó cũng đỡ bớt hơn rồi nhé. Chị Máy ở nhà chúng con chúng Tuân thì là đi làm thì cũng có tiền để trang trải cuộc sống nhé. Đấy, cái thời gian vừa qua thì thực sự là nó không dài nhưng cũng không ngắn, cũng khoảng độ hơn một tháng rồi, cũng liên tục dòng dã cùng với anh chị theo sát trong tất cả các cái hạng mục trong nhà chị cũng như tổng nuôi tất cả mọi thứ. Thì đến giờ phút này thì em rất là mừng, bởi vì là kinh tế cũng thay đổi đấy, con người nó cũng nhanh nhẹn hơn đấy, tư duy nó nhanh hơn, nó sáng hơn, đúng không nhá. Thì anh chị cứ chịu khó làm ăn. Cái lời mà cảm ơn tốt nhất đến cô Thúy Hằng cũng như tất cả các bác, các mạnh thường quân cũng như các quý vị khán giả, một là mình nói, hai là cái việc mình làm là gì, mình chăm chị làm ăn nhá, chăn nuôi làm ăn con cái nó sạch sẽ, nhà cửa dọn sạch sẽ, như bây giờ nó ok rồi, cũng là tuyệt vời rồi, không có gì để nói nữa rồi, cứ thế mà phát triển đi lên thôi nhá. Ok, chúc cho hai anh chị cùng gia đình là mãi mãi là sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công nhá. Đấy, ok. Em thì cũng chỉ chia sẻ vài video nữa ở nhà chị khi mà trong các cái hạng mục còn lại thôi, xong thì là em lại tiếp tục cùng các bác giúp đỡ những nhà khác
thỉnh thoảng em quay lại đâu, nhưng mà hy vọng rằng là mỗi khi quay lại thì nhà cửa sạch sẽ và vật nuôi phát triển, con người khỏe mạnh và tất cả mọi thứ nó đều thành công, rất là mừng nhé. Ok nhé, ba tay mà hôm nay ba tay vào máy lần đầu tiên đấy. Ok, chúc mừng nhé anh Tuân. Ok đấy. Bây giờ thì Hoàng Hiền cũng xin phép là kết thúc cái video này ở đây và xin hẹn gặp lại tất cả các bác trong các video tiếp theo của Hoàng Hiền. Xin kính chúc các bác cùng gia đình đang theo dõi video có thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào tất cả các bác. Chào tất cả các bác. Vâng, xin chào các bác nha.